Thưa quý vị, cùng với sự phục hồi sản xuất kinh doanh, nền kinh tế đặt nhiều kỳ vọng về sự khởi sắc của thị trường bất động sản sau dịch. Đà Nẵng là địa phương vốn có nhiều sức hút dòng vốn đầu tư bất động sản, đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao về sự trỗi dậy của thị trường. Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như nhiều địa phương khác, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng gần như rơi vào trạng thái ngủ đông, thị trường trầm lắng, ít giao dịch. Mặt bằng giá bất động sản năm 2021 cũng giảm trung bình khoảng 15 đến 20%. Cục bộ nhiều khu vực có bức giảm lên đến 30 đến 35% so với năm 2019. Tuy nhiên, gần 2 tháng nay, cùng với sự kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, thị trường bất động sản đã có sự chuyển động tích cực, giao dịch tăng và giá cũng nhích chừng. À, nhiều tín hiệu cho thấy là thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam à, sẽ nhiều khả năng sẽ trong năm đến sẽ khởi sát trở lại. Thì có một số nhóm yếu tố như thế này. Thứ nhất là việc đầu tư công và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng hiện nay là các địa phương này đang tổ chức rất là tốt. Cái thứ hai là Đà Nẵng và Quảng Nam của chúng ta, như thời gian vừa qua các anh chị biết là được chính phủ cho phép là mở cửa để đón tiếp khách du lịch quốc tế trở lại, à, du lịch hoạt động trở lại thì dòng tiền từ các cái sản phẩm bất động sản du lịch nó có dòng tiền trở lại thì tạo nên sự khởi sắc ở cái phân khúc bất động sản du lịch cũng như nó lan tỏa hết đến các cái lĩnh vực khác. Không ít chuyên gia bất động sản nhận định rằng có nhiều đòn bẩy để thị trường bất động sản phục hồi sau đại dịch. Đó là bất động sản thường có xu hướng phát triển trở lại cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp, dòng vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tăng. Sự tác động của thị trường chứng khoán và sự thiếu hụt nguồn cung cũng khiến thị trường nóng lên khi xã hội quay trở lại cuộc sống bình thường mới. Tại Đà Nẵng, ngoài các yếu tố trên, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng còn sở hữu lợi thế rất lớn đó là thành phố đang và sẽ phát triển mạnh mẽ về hạ tầng theo tinh thần nghị quyết số 43. Hơn nữa, mặt bằng giá bất động sản tại Đà Nẵng so với nhiều thành phố lớn khác đang ở mức hợp lý, trong khi quỹ đất của Đà Nẵng không còn nhiều nên khả năng sinh lời cao. Nếu kiểm soát dịch bệnh tốt thì bất động sản sẽ vượt sẽ có những cái đột phá đi lên. Là do du lịch và phát triển, các ngành khác phải phát triển theo là bất động sản nó sẽ đi lên tất nhiên trong cái thị trường cả nước thì Đà Nẵng so với với hai đầu đất nước thì đất bất động sản giá nó còn khá thấp trên cái việc mà đổ tiền vào để có cái biên độ sinh lợi ở xe đổ vào Đà Nẵng. Cũng theo các chuyên gia, thời điểm hiện tại mặt bằng giá bất động sản đã tăng nhưng mức độ tăng chưa nhiều và đạt khoảng từ 80 đến 90% so với mặt bằng giá của thời điểm xuất đất vào quý 1 năm 2019. Đây chính là mức giá hợp lý cho người có nhu cầu nhà ở thực sự quyết định mua nhà và là cơ hội cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, người mua không nên sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính. Nếu mà giá nó không tăng trong giai đoạn vừa qua mà trong khi tình hình thị trường là vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện nó tăng rất cao thì trị tuyệt đối, về giá trị tuyệt đối thì nó xem như nó đã giảm thêm 10 đến 20% rồi. Thì đây là thời điểm hết sức thuận lợi để mà những người có nhu cầu mua nhà để ở mà tiến hành và quan tâm nghiên cứu và thứ nữa là có thể các đối với các nhà đầu tư chúng ta sẽ quan tâm thêm các cái dự án ở các vùng ven, vùng lân cận những dự án đã, đang là, sắp là được, là, được là, triển khai bởi vì nó, nó đang được là, thông qua các cái đồ án quy hoạch có quy hoạch rồi chúng ta dựa trên nền tảng quy hoạch đó có thể là kiếm cái nguồn đầu tư và thu được lợi nhuận từ đó. Được biết mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam hiện đang khởi sắc trở lại thành phố hà nội và một số tỉnh thành khác cũng bắt đầu sôi động thị trường bất động sản đà nẵng với nhiều lợi thế được kỳ vọng cũng sẽ khởi sắc theo xu thế chung trong đó phân khúc đất nền vùng ven và bất động sản du lịch được đánh giá cao